Tên đi nhận quà của ba rồi nè ba ơi. Dậy phát sáng nè con. Ồ. Dậy phát sáng. Tên đi thử giày đi con. Nè con. Thử giày đi con. Đây là con cho tính lớn luôn. Thử giày nè. Quá lớn. Có hai cái xe nè. Đứa nào mang giày cho em chị coi. Đây, đây gì nè. Đẩy vô. Thử mang giày nha. Phải dừng cái ừ đó. Chân. Ngân mang Ngân. Nó mang cái lượt đâu kìa. Đây. Vừa không? Hơi rộng. Hơi rộng đúng không? Hơi rộng. Mặc đồ bộ mang giày ba ta nha ba nha. Rồi, đứng lên. Đứng lên rồi. Ờ, rộng quá, xúc giày rồi. Rộng quá. Không sao đâu, xiết lại được á. Cái này giày được cái dây nè. Cái dây đó xiết lại được. Đâu, không xiết được. Xiết dây này. Không xiết được hả? Ba không. Nó kêu xiết được mà. Xiết được hả? Ừ, ba nó kêu xiết được á. Xiết cái gì ta? Xiết cái gì ta? Không biết luôn. Để mai hỏi ba nó thử. Nên chọn chiếc nào? Hai cái con chọn cái nào? Cái đó hả? Chọn cái đó hả? Cái đó của anh Tin. Tôi đi được cái này thôi. Cái này nè. Ừ, con chơi cái đó thôi. Nè, cho nó coi hai chiếc xe của nó nè. Hai chiếc xe nhỏ nhỏ đó. Nè, đi, hai chiếc xe nhỏ nè. Đó, xe đỏ đỏ kìa. Đi thích không? Nè, không chịu. Đòi cái kia rồi. Đòi cái đó rồi. Này đẹp không nè. Cái nào, con chọn cái nào? Con đập mất hộp của anh Tin bây giờ. Hộp luôn á. Cái này đúng là đập hộp luôn. Đập hộp.